Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thanh Hóa Ngày Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình sáng nay. Doanh nghiệp nỗ lực vượt khó thúc đẩy sản xuất. Phát huy truyền thống vẻ vang 77 năm, Công đoàn Thanh Hóa quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Bệnh đau mắt đỏ vẫn tiếp tục bùng phát mạnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, mới đây Chính phủ đã ban hành quyết định số 25 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Mức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 đối với người thuê đất theo quy định, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp. Kinh tế Việt Nam năm nay tăng trưởng cao hơn dự báo, nhưng vẫn còn nhiều thách thức ở phía trước cho Việt Nam và cả khu vực. Đó là nhận định của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3, AMRO, trong báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế khu vực vừa công bố tại Singapore. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 được đánh giá ở mức 4,7%, cao hơn mức trung bình của khu vực ASEAN và mức dự báo đưa ra trước đó. Tuy nhiên, so với mức tăng trưởng của năm ngoái, đây vẫn là sự sụt giảm với nguyên nhân chính do xuất khẩu giảm. AMRO dự báo tăng trưởng của Việt Nam vào năm tới 2024 đạt 6%, vẫn cao hơn so với mức tăng trưởng bình quân của khu vực ASEAN là 5%. Nhu cầu trong nước ổn định, sự phục hồi của xuất khẩu và du lịch sẽ là những động lực chính để Việt Nam củng cố đà tăng trưởng trong năm 2024. Năm 2023 là một năm đầy khó khăn thách thức với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Tác động của suy thoái kinh tế đã khiến không ít doanh nghiệp trong cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh phải giải thể, tạm ngừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong khó khăn, các doanh nghiệp đã nỗ lực biến thách thức thành cơ hội, chủ động thích ứng linh hoạt để duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiếp tục có đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào liên tục tăng cao, thị trường gặp khó khăn, sức tiêu thụ giảm, 9 tháng năm 2023, Công ty cổ phần bia Hà Nội Thanh Hóa sản xuất được 26 triệu lít bia các loại, bằng 91% so với cùng kỳ. Dù kết quả sản xuất không được như kỳ vọng, song đó là sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, người lao động công ty trong việc triển khai đồng loạt các giải pháp cơ cấu lại sản xuất, thực hiện chiến lược đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm, thay đổi phương thức quản lý, đồng thời linh hoạt trong phương thức bán hàng nhằm củng cố, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Về sản phẩm thì chúng tôi tiếp tục đa dạng hóa cái mẫu mã sản phẩm, tập trung vào những cái sản phẩm thế mạnh của công ty như là bia chai Tavriu, bia lon Silver. Ngoài cái thị trường tiêu thụ nội địa thì công ty chúng tôi cũng đã xúc tiến cái việc tiếp thị, cái việc quảng cáo giới thiệu, và chúng tôi đã có những cái đơn hàng, những cái lô hàng đầu tiên xuất khẩu đi châu Âu, và trong tới đây thì chúng tôi cũng tiếp tục làm việc với một số đối tác nước ngoài để mong muốn rằng là cái sản phẩm của bia Thanh Hóa ngoài cái thị trường trong tỉnh, trong nước thì chúng tôi có thể là xuất khẩu đi ra cái thị trường nước ngoài. Đối với Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức thì việc đầu tư trang thiết bị công nghệ, chú trọng khâu thiết kế mẫu mã, đa dạng và làm mới sản phẩm là những giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp trụ vững và vượt qua giai đoạn khó khăn. Ngoài ra, đơn vị cũng tập trung nâng cao năng lực quản trị, xây dựng chính sách bán hàng hợp lý, thường xuyên có đánh giá, phân tích thị trường. Nhờ vậy, sản lượng sản xuất, thị trường tiêu thụ luôn được đảm bảo. Thì chúng tôi cũng rất là thận trọng trong cái quá trình đầu tư. Nhưng chúng tôi cũng vẫn quan tâm đến việc phát triển những sản phẩm mới. Chúng tôi đã đưa ra những cái sản phẩm mà càng ngày càng thiết yếu hơn với cho thị trường, cũng như là đáp ứng những cái nhu cầu càng ngày càng cao của thị trường với một cái giá cả rất là hợp lý. Và ngoài những cái biện pháp như là tạo ra thêm nhiều sản phẩm mới thì chúng tôi cũng là tìm kiếm các đưa ra những chiến lược phát triển, như là phát triển các hệ thống bán buôn ở trong cả nước để doanh nghiệp có cái cơ hội phát triển nó bền vững hơn. Tùy theo tình hình thực tế, mỗi doanh nghiệp có sự linh hoạt, sáng tạo tìm ra các giải pháp phù hợp để vượt khó, đảm bảo duy trì và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.
nhiều doanh nghiệp đã chủ động đón đầu xu hướng phục hồi của thị trường, đẩy mạnh khai thác, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm dịch vụ, xây dựng thương hiệu, hình ảnh văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Mai Linh thì cũng luôn luôn là có những cái chuẩn bị trước trong cái hoạt động kinh doanh, cho nên là chúng tôi vẫn duy trì đảm bảo tốt về cái đời sống người lao động và công an việc làm cho cán bộ nhân viên. Làm việc ở đây thì cũng là một cái tính chuyên nghiệp đấy, và giảm tất cả những cái thủ tục hành chính rồi là làm sao để tốt nhất cho cán bộ nhân viên. Về từ cái ở làm việc thì nó điều kiện rất là tốt để cho khách hàng cũng như thế là cán bộ nhân viên người ta yên tâm làm việc và người ta cũng gắn bó lâu dài với Mai Linh. Ảnh hưởng hậu Covid-19 và tác động của suy thoái kinh tế thế giới đã khiến không ít doanh nghiệp phải lao đao, nhưng nhiều doanh nghiệp Thanh Hóa đã biến nguy thành cơ, biến thách thức thành cơ hội. Bên cạnh sự nỗ lực vượt khó, đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, chính phủ, các cấp ngành luôn đồng hành, có nhiều giải pháp thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiếp tục có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, hiện nay bà con nông dân các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đang tập trung khôi phục sản xuất vụ đông sau ảnh hưởng của đợt mưa lớn cuối tháng 9, tiếp tục gieo trồng cây vụ đông trong khung thời vụ cho phép. Tại xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, trước đợt mưa lớn cuối tháng 9, bà con nông dân đã gieo trồng được hơn 400 hecta trong tổng số 560 hecta cây vụ đông theo kế hoạch. Tuy nhiên, mưa lớn đã làm cho gần 5 hecta cây vụ đông, chủ yếu là dưa chuột hư hại phải trồng lại. Do chủ động về nguồn giống nên ngay sau khi hết mưa, bà con đã chủ động ươm bầu, rút ngắn thời gian gieo trồng tại ruộng, đảm bảo được thời vụ. Gia đình chúng tôi là có làm hơn 6 sào dưa, nhưng ngày nay là do thời tiết mưa rỗ là mất 3 sào. Thì trong thời tiết nắng giáo, gia đình đã chấm dặm lại, hiện nay là cây mua màu là cơ bản ổn định, còn đối với nhân dân thì đã làm được chấm dặm lại và làm lại là được 80% đối với diện tích mưa lụt, thì còn 2% là nhân dân là tiếp tục sẽ làm trong vài ngày tới. Việc chăm sóc các cây trồng vụ đông, khôi phục sản xuất, chấm dặm, trồng lại các diện tích đã mất cũng đang được bà con nông dân huyện Yên Định đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Vụ đông này, gia đình chị Ngô Thị Hà ở thôn Yên Thành, xã Yên Hùng gieo trồng 11 sào ớt và ngô. So với các vụ khác trong năm, đây là vụ được chị đầu tư nhiều nhất, thu nhập cũng cao hơn nhiều lần. Không có ruộng bị mất trắng do mưa, nhưng nhiều diện tích ớt bị mất tỉa tới 20-30%, nên việc chấm dặm được chị ưu tiên để đảm bảo cây phát triển trong khung thời vụ. So với 3 vụ thì vụ đông là vụ cho thu nhập cao nhất, nên là mặc dù mưa gió ảnh hưởng nhiều, nhưng mà gia đình cũng cứ cố gắng khắc phục, gọi là chấm dặm rồi xới sáo để cho hắn có thu nhập cao. Đợt mưa lớn cuối tháng 9 vừa qua đã làm hơn 2.700 hectare cây trồng của Thanh Hóa bị ảnh hưởng, trong đó phần lớn là cây vụ đông, nhiều diện tích phải trồng lại. Việc sản xuất vụ đông cũng bị chậm tiến độ do điều kiện đất đai không đảm bảo. Tính đến hết ngày 8 tháng 10, toàn tỉnh gieo trồng được trên 20.340 hectare cây vụ đông, đạt trên 43% kế hoạch. Do vậy, cùng với thu hoạch các cây trồng vụ thu mùa còn lại, các địa phương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ sản xuất các cây trồng trong khung thời vụ cho phép. Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023-2024 trước cái điều kiện diễn biến phức tạp của thời tiết trong thời gian vừa qua, ngành trồng trọt đề nghị các địa phương cùng bà con nông dân và các doanh nghiệp rà soát lại cái diện tích đã sản xuất, tổ chức chấm dặm và chăm sóc tốt các cây trồng đã gieo trồng trong vụ đông, lựa chọn các cây trồng có cái giá trị kinh tế cao, cây trồng ưa lạnh và có cái thị trường tiêu thụ tốt, tiếp tục kêu gọi các cái doanh nghiệp liên kết đầu tư sản xuất với bà con nông dân, đồng thời là quan tâm chăm sóc các cái cây trồng trong cái điều kiện thời tiết có thể là diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Cùng với đó, các địa phương cần phân công cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân biện pháp kỹ thuật chăm sóc, khôi phục sản xuất, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp chủ động ứng phó kịp thời với những ảnh hưởng xấu của thời tiết gây ra. Để nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên phụ nữ, người dân trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời gây quỹ giúp phụ nữ trẻ em khó khăn, đầu năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện chương trình Biến rác thành tiền. Nhận thấy ý nghĩa thiết thực của chương trình, cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn thành phố đã tham gia nhiệt tình và đạt được những kết quả tích cực. Cứ vào mỗi buổi sáng thứ bảy hàng tuần, Chi hội Phụ nữ phố Nam, phường Đông Thọ lại thông báo trên loa truyền thanh về việc thu gom phế liệu. Những chiếc vỏ lon, bìa giấy, bao bì
được bà con phân loại từ nhà, gói ghém cẩn thận, nhanh chóng tập kết về nhà văn hóa phố. Các anh, các chị, các gia đình đều thấy rằng là cái việc đấy rất có ý nghĩa, cho nên từ các anh con trai, các anh ấy đều ủng hộ chúng tôi bằng cách là có khi các anh đi làm rất là xa nhưng mà thấy một cái vỏ lon bia hay thấy một cái bìa giấy mang về để ủng hộ chúng tôi, hoặc là các cháu thiếu niên nhi đồng thì lại làm kế hoạch nhỏ với các bà nữa, thì tôi nghĩ rằng cái việc là biến rác thải thành tiền này để có một phần quà triệu tấm lòng yêu thương ở đó, cho nên là đã lan tỏa rất rộng. Đối với chúng tôi thì chương trình này nó thực sự thiết thực và mang lại một cái ý nghĩa rất là nhân văn cao cả. Đấy là chúng tôi sử dụng cái hiệu quả của chương trình này để ủng hộ các cháu mồ côi cũng như là ủng hộ những cái hoàn cảnh khó khăn ở trên toàn phường. Và từ năm 2022 đến năm 2023, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Thọ đã thu được tổng số tiền trên 20 triệu đồng và đã ủng hộ được 30 phụ nữ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hỗ trợ được hai cháu là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ trên toàn phường. Còn tại phường Quảng Cát, số hội viên phụ nữ đông, chủ yếu làm nông nghiệp, thời gian ở nhà nhiều nên việc thực hiện phân loại rác tại nguồn tương đối thuận lợi. Điều đáng ghi nhận là sau thời gian thực hiện, chất lượng môi trường ở địa phương được nâng lên rõ rệt. Thì là qua tuyên truyền của cấp lãnh đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng như thế là chi hội trưởng của phường, thì bà con chị em chúng tôi đã nhận thức được. Chúng tôi đã phân loại rác thải từ ngay từ ở tại nhà, nhằm mục đích cũng làm là thứ nhất là thu gom được cái phế liệu mà tái chế lại được thì bán lại cho các hộ thu gom thì cũng kiếm được đồng tiền và phát động cái phong trào mà biến rác thải thành tiền để ủng hộ những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện chương trình biến rác thành tiền, các cơ sở hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã quán triệt đến từng chi hội, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân cùng tham gia phân loại rác thải từ nguồn, thu gom phế liệu và tập kết tại địa điểm quy định để bán gây quỹ. Hiện nay, 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, xã trên địa bàn đều thực hiện chương trình và đã thu được hơn 500 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí trên, các cơ sở hội trích tặng gần 900 suất quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều hội viên khó khăn đã được chi hội hỗ trợ bằng số tiền bán phế liệu. Trong những năm tiếp theo, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi hội thực hiện phân loại rác tại nguồn. Đồng thời thì hội sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng vào sáng thứ bảy hàng tuần và hưởng ứng các ngày về môi trường thế giới và nhân rộng các cái mô hình hoạt động hiệu quả về công tác vệ sinh môi trường như là chương trình biến rác thành tiền, biến rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm hay là xây dựng các câu lạc bộ gia đình năm có ba sạch. Từ đó thì nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong cái công tác phân loại rác thải tại nguồn. Với suy nghĩ hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, mô hình biến rác thành tiền của Hội Phụ nữ thành phố Thanh Hóa đã mang lại hiệu quả thiết thực và có tính lan tỏa trong cộng đồng. Thông qua chương trình, ý thức thu gom phân loại rác thải, giữ gìn môi trường sống của người dân thành phố Thanh Hóa đã có sự thay đổi, đồng thời hình thành thói quen tiết kiệm, nâng cao tinh thần tương thân tương ái, xây dựng lối sống đẹp, văn minh, thân thiện. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 77 năm, ngày 10 tháng 10 năm 1946, tại nhà máy điện nước thị xã Thanh Hóa, Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã được thành lập. Trải qua 77 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Thanh Hóa đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng. Phát huy truyền thống vẻ vang và khí thế quyết tâm sau thành công của Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028, hiện nay các cấp công đoàn trong tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện, đưa nghị quyết đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống. Một trong những nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội 20 Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đề ra cho nhiệm kỳ mới là đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong đoàn viên người lao động gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Vì vậy, ngay sau đại hội, các cấp công đoàn đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là phong trào công nhân viên chức lao động tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng giai đoạn 2021-2030. Để cho cái phong trào thi đua nó thu được cái hiệu quả cao nhất thì chúng tôi xác định rõ các cái nội dung thi đua, rồi các cái phương thức để triển khai các cái hoạt động thi đua và có các
các cái nội dung mà nó sát với thực tiễn của từng cái công đoàn cơ sở, để làm sao tất cả các công đoàn cơ sở đều có thể tham gia cái phong trào thi đua với một cái hiệu quả cao nhất. Cùng với thực hiện tốt các phong trào thi đua, công đoàn các cấp cũng đã tăng cường vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi cấp công đoàn. Nhiều công đoàn cơ sở cũng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới. Qua những hoạt động phong trào thi đua nước và các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, thì người lao động thấy được rằng gắn bó với công ty nhiều hơn và có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn đối với công ty. Và cùng đó, công đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động nhằm thực hiện hóa cái nghị quyết của Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2028. Trên cơ sở nghị quyết Đại hội 20 Công đoàn Thanh Hóa và các chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đã cụ thể hóa kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội cho phù hợp và triển khai đến các cấp công đoàn thực hiện. Trong đó, tập trung thực hiện các chỉ tiêu về việc thành lập mới công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Từ cái nghị quyết đã được quyết định, quyết nghị tại đại hội, thì đưa các cái chỉ tiêu, mục tiêu và chỉ đạo đối với tất cả các công đoàn trên địa bàn toàn tỉnh để xây dựng chương trình hành động để thực hiện cái nghị quyết đại hội công đoàn toàn tỉnh lần thứ 20. Vấn đề thứ hai là tập trung vào đẩy mạnh các cái nội dung mà đã được quyết định tại đại hội. Trong đó là tập trung là các cái chương trình hành động, các cái nội dung cụ thể trong cái chương trình hành động, các khâu đột phá để thực hiện nghị quyết một cách toàn diện nhất. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa xác định quá trình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 20 Công đoàn tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2028 phải luôn gắn với mục tiêu nhiệm vụ đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác vận động, tập hợp công nhân, người lao động vào tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động. Theo Bộ Y tế, hiện nay, tình trạng lạm dụng khí N2O làm bóng cười tại một số điểm vui chơi giải trí gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của người dân. Báo cáo của Cục Quản lý Dược và một số đơn vị liên quan khẳng định khí N2O chưa đủ cơ sở pháp lý được công nhận là thuốc chữa bệnh tại Việt Nam. Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh không sử dụng khí N2O trên người bệnh khi chưa được Bộ Y tế phê duyệt. Theo Bộ Y tế, khí N2O là hóa chất được sử dụng trong công nghiệp, sản xuất pin mặt trời, trong kỹ thuật hàn cắt, dùng cho máy, thiết bị phân tích, tăng công suất động cơ, đồng thời được sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm và đang được nghiên cứu sử dụng để an thần, giảm đau trong nha khoa. Tuy nhiên, việc lạm dụng sử dụng không đúng mục đích khí N2O có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, đặc biệt là trong giới trẻ, do thần kinh bị kích thích, hưng phấn và gây cười. Sử dụng lâu sẽ dẫn đến tự kỷ, đau đầu, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Sử dụng liều cao có thể dẫn đến ảo giác và có thể có những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý việc sử dụng loại khí này tại cơ sở nếu có, để tránh thất thoát, lạm dụng và sử dụng sai mục đích. Đơn vị nào để xảy ra việc thất thoát, lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích thì thủ trưởng đơn vị đó phải hoàn thành chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh và sử dụng sản phẩm khí N2O. Thời gian gần đây tại Thanh Hóa, bệnh đau mắt đỏ diễn biến phức tạp và có xu hướng lây lan nhanh. Điều đáng nói là năm nay, số ca đau mắt đỏ thể nặng có tỷ lệ cao hơn so với mọi năm. Tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, số ca đau mắt đỏ đến khám và điều trị bắt đầu đông lên từ tháng 8 và tăng đột biến khoảng một tháng trở lại đây. Trong tháng 9, đã có hơn 1.000 bệnh nhân đến khám và điều trị đau mắt đỏ. Từ đầu tháng 10, trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 40 bệnh nhân đến đăng ký khám bệnh. Nhiều người đã phải nhập viện để được điều trị nội trú. Đối tượng mắc bệnh đau mắt đỏ, phần đông là trẻ em và người cao tuổi. Có gia đình, cả nhà đều mắc do trẻ tiếp xúc với bạn bè bị đau mắt đỏ ở trường, rồi sau đó lây cho người thân trong gia đình. Là bữa nay điểm xuống đây khám coi như là bác sĩ nói là hắn bị kết mạng rồi. Vâng. Coi như là bữa nay nhập viện. Bệnh nhân đến thì với các triệu chứng
tương đối là nặng, mi sưng nề nhiều, kết mạc, cương tụ nhiều và có những trường hợp thì có cả giả mạc bám và rất nhiều trường hợp đã có biến chứng vào viêm giác mạc. Đối với những trường hợp nặng thì sẽ có chỉ định nhập viện để điều trị, khi đấy sẽ được có những phác đồ chăm sóc tốt nhất để có thể đạt tránh những cái biến chứng, tránh những cái giảm cái thị lực sau này cho người bệnh. Bệnh đau mắt đỏ không khó để phát hiện ngay từ khi mới mắc, với những triệu chứng điển hình như mắt sưng đỏ, cộm, đau nhức, chảy nước mắt, da nhiều rỉ. Thông thường, bệnh sẽ khỏi sau từ 5 đến 7 ngày nếu được điều trị đúng cách. Tuy nhiên, những trường hợp bị đau mắt đỏ, thể viêm kết mạc nặng thì phải điều trị từ 10 đến 20 ngày. Đáng chú ý là năm nay, số ca đau mắt đỏ thể nặng chiếm tỷ lệ cao so với những năm trước. Trong đó có những trường hợp bị biến chứng nặng do bệnh nhân tự mua thuốc điều trị ở nhà hoặc chữa bệnh bằng các phương pháp dân gian theo kinh nghiệm. Khi bị đau mắt đỏ, bệnh nhân không tự ý sử dụng các phương pháp dân gian như dùng tinh dầu, sông chầu không và nên đến các cơ sở chuyên khoa để các bác sĩ tư vấn sử dụng thuốc hợp lý nhất. Các bác sĩ cũng khuyến cáo bệnh đau mắt đỏ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa, dễ lây lan trong cộng đồng. Khi có các triệu chứng của bệnh, cần đi khám và sử dụng thuốc kê đơn đúng theo chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa. Không tự ý mua thuốc hoặc dùng thuốc của người này điều trị cho người khác. Khi thấy bệnh có dấu hiệu trở nặng như đỏ cộm nhiều, đau nhức tăng, giảm thị lực thì cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý kịp thời. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo trên đất liền từ đêm ngày 9 sáng ngày 10 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21 đến 24 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 18 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Trên biển, từ gần sáng ngày 10 tháng 10, ở vị trí Bắc Bộ, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Dự báo, do gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 10, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt vi phạm hành chính công ty cổ phần Cromit Nam Việt ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn do có những vi phạm về xả thải ra môi trường. Tháng 7 năm 2023, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra đột xuất đối với công ty cổ phần Cromit Nam Việt. Qua kiểm tra, kết luận công ty cổ phần Cromit Nam Việt vì đã thực hiện các hành vi thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần. Bên cạnh đó, đơn vị còn vi phạm trong xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống, các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường. Ngày 8 tháng 9 năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty số tiền hơn 3,1 tỷ đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường 4,5 tháng kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt, yêu cầu công ty cổ phần Cromit Nam Việt phá dỡ công trình, thiết bị xây lắp trái quy định về bảo vệ môi trường. Công ty đã nộp phạt toàn bộ số tiền trong quyết định xử phạt. Thì đối với một số hạng mục mà nằm trong cái quyết định xử phạt và yêu cầu phải đình chỉ sản xuất thì công ty hiện tại đã dừng và cho nâng cấp về thiết bị để đảm bảo tốt hơn về môi trường. Chúng rất mong là các cơ quan chức năng sẽ sớm vào xác nhận được để công ty lấy cơ sở báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trường để sớm được khắc phục hoạt động sản xuất trở lại để tiếp tục tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Với chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn đã thành lập tổ giám sát, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra của doanh nghiệp. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn, địa phương chúng tôi đã thành lập cái đoàn giám sát, thường xuyên giám sát cái tình hình hoạt động của công ty. Các nội dung nào mà có vượt quá thẩm quyền thì chúng tôi đều làm văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. Tuy nhiên trong quá trình sản xuất thì cũng đề nghị công ty chấp hành nghiêm cái việc
xử lý cái khí thải và cái nước thải ra môi trường, chấp hành đúng theo cái quy định của pháp luật Việt Nam. Chủ trương của chính phủ là kiên quyết không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, làm ảnh hưởng tới phát triển bền vững. Do vậy, để có thể phát triển lâu dài, công ty cổ phần Grumet Nam Việt cần sớm khắc phục những vi phạm sau thanh tra. Khi trở lại hoạt động, cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về môi trường, không gây ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân địa phương. Sau gần 2 tháng thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với tinh thần quyết liệt, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm. Vì vậy, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Ngay sau khi Bộ Công an tổ chức triển khai kế hoạch số 382, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch tập trung tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô kinh doanh vận tải bằng container. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng loạt ra quân tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các phương tiện ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Kết quả, sau gần 2 tháng, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 6 tháng 10 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 1.062 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó có 873 xe khách, 189 trường hợp xe con, đồng thời phạt tiền gần 2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 129 trường hợp, tạm giữ 3 xe khách và 2 xe container. Với tinh thần quyết liệt, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, đến nay, ý thức chấp hành pháp luật của lái xe khách, xe container đã được nâng lên rõ rệt, các phương tiện hoạt động trên tuyến giao thông đã đi vào trật tự, nề nếp. Thời gian qua, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, xe container. Từ nay đến ngày 15 tháng 10 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 10 chỗ ngồi trở lên, xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ, kể cả người lái xe, để kinh doanh vận tải hành khách, xe đưa đón học sinh, công nhân, xe hợp đồng chở khách, xe container, xe khách, xe du lịch chạy đường dài, vi phạm về quy tắc giao thông, điều kiện của người điều khiển phương tiện và an toàn kỹ thuật của phương tiện, vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ. Trong thời gian tới, trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương, phòng cảnh sát giao thông Thanh Hóa tiếp tục duy trì cái lực lượng tuần tra kiểm soát trên tuyến, khép kín địa bàn 24/24 để kịp thời phát hiện những cái hành vi vi phạm. Cụ thể ở đây là phát hiện kịp thời những cái trường hợp mà vi phạm mà có nguy cơ đến làm xảy ra tai nạn giao thông. Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các lái xe, chủ xe kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, không sử dụng rượu bia, ma túy và các chất kích thích khác, chạy đúng tuyến, đón trả khách đúng nơi quy định, không chạy quá tốc độ, chở quá số người, chở quá khổ, quá tải, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người, mọi nhà. Chương trình Thanh Hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.